Tủ sách giải trí và giáo dục Tinh Hoa xin trân trọng giới thiệu đến quý vị tiểu thuyết Một Thiếu Niên của tác giả nhà văn Mạnh Phú Tư. Đây là phần 2 của bộ tiểu thuyết Sống Nhờ đã được Tủ sách Tinh Hoa thực hiện trước đây. Tác phẩm được phát hành năm 1942. Người đọc Thái Hoàng Phi. Tập 2. Tôi ở Vĩnh Yên ra về, món tiền 10 đồng chỉ còn lại 7-8. Tôi còn nhớ hôm ấy là 23 tháng chạp. Lúc tôi về Hàng Lộng, bà chủ dưới nhà đang cúng táo quân. Vừa về tới nơi, người bạn trao cho tôi một lá thư đáng buồn. Đứa em con dượng tôi năm ấy đã 14 tuổi, đang theo học trường làng, chẳng hiểu tại sao bỏ trường trốn đi vào học việc ở Lò Bác, Hà Đông. Trong lá thơ viết cho tôi về Hàng Lộng, nó kể cho tôi tất cả mọi cái khổ trong khi phải xa nhà. Nào rét không có quần áo mặc, nào không có xu nào để tiêu vào những việc cần thiết. Ngay từ khi còn nhỏ tôi không có nhiều cảm tình với nó, và đến lúc đã nhớn rồi cũng vậy. Nhưng hôm ấy nhận được lá thơ của nó, thấy những cái khổ nó nói ra, bỗng nhiên tôi cũng đem lòng thương nó. Món tiền còn lại không là bao, tôi cũng đành lại đi cắt cho nó một chiếc quần, một chiếc áo dài, theo lời nó dặn, mang vào cho nó. Tôi đưa thêm cho nó hơn 1 đồng nữa và dặn nó thế nào cũng phải về quê ăn Tết. Sáng sớm ngày 30 tôi ra ga về quê, trong túi chỉ còn vừa đủ một suất tàu, không có một tí gì gọi là món quà Tết mang về nhà cho bà tôi. Đặt chân tới nhà tôi mới biết là đứa em tôi vẫn chưa về. Từ ngày bà nội tôi chết, mỗi lần có dịp về quê, tôi thường hay lẩn quất bên bà ngoại tôi hay bên cô tôi. Năm đó tôi ăn Tết với bà ngoại tôi. Bà tôi ngồi xổm dựa lưng vào chiếc ngưỡng cửa tre, mong em tôi mãi tới lúc tối đen không thấy nó về. Bà tôi thở dài: "Cái thằng này, năm nay nó không ăn Tết nhà rồi." Rất câu nói, bà tôi cất tiếng khóc: "Người ta có năm có mười thì bao giờ cũng được đông đủ, mà mình có mấy đứa cháu côi thì chỉ thi nhau mà đi. 3 ngày Tết cũng chẳng buồn về, được người nọ hỏng người kia." Nghe câu nói ấy của bà tôi thấy áy náy trong lòng. Và cái giọng rầu rầu của bà tôi thấy chứa chấp không biết bao nhiêu sự phiền não. Ngắm cái cảnh đã tàn của cuối năm và trong người bà già đã gần hết đời, lờ mờ trong bóng tối, sờ mó từ vỉa hè này sang vỉa hè kia, ngóng đợi đứa cháu, tôi cảm thấy trong lòng tôi không khí có một cái gì làm tôi trống trải. Tự thấy mình hèn yếu vô giá trước cái cuộc đời lầm than nhẫn nại của người bà già. Về nhà quê ăn Tết được 2 ngày, tôi lại ra đi với món tiền hơn 8 hào trong túi của cô tôi cho, vừa đủ một suất tàu. Lên Hà Nội tôi lại ra công đi tìm một chỗ dạy học để sửa soạn học chuyến nữa xem thi cử ra sao. Sự thực tôi đã chán thi, không còn thiết gì đến bằng cấp, vì tôi không hề mơ ước thành một công chức. Nhưng mọi người trong gia đình như không hời lòng vì nỗi có đi học, có đi thi mà không kiếm được mảnh bằng nào, nên tôi lại cố đi học để vào thi. Các bạn tôi không thể giúp tôi được một chỗ dạy học nào nữa, tôi đành liều đăng vào một tờ tuần báo mấy dòng sau đây: "Trẻ tuổi, hoạt động, giỏi pháp văn, cần một chỗ dạy học ở tư gia, dạy theo phương pháp mới, rất chống tấn tới, đi xa cũng được." Báo ra được hơn 2 kỳ, tôi nhận được thư của một người ở Turan gửi ra, mượn kèm thêm 3 đứa con buổi tối. Ăn ở trong nhà với món tiền lương 10 đồng, tiền tàu người ta sẽ chịu. Tôi tuy có thích đi xa, nhưng vào cái dịp đó tôi lại e vào tiêu răng không tiện cho việc học của tôi trong kỳ thi sắp tới. Tôi gửi thư từ chối rồi lại đợi tin tức khác. Ngày ngày buổi sáng vào khoảng 9 giờ, buổi chiều vào khoảng 3 giờ, tôi đưa khuỷu tay lên trên cửa sổ, nhìn xuống đường chờ người chạy giấy. Thư cũng chẳng có và món nợ của các bạn đã to hơn nhiều. Nhưng một hôm nhận được thư của một ông bố chánh về hưu, ông BT ở vùng ngoại ô, mời đến chơi.
len lỏi mãi mới vào được nhà ông ta. Tôi nói len lỏi vì ông ta ở vào một chỗ rất kín đáo, và khi tới cổng còn phải giật chuông chờ đợi cho thằng nhỏ ra hỏi, cho biết tên tuổi, rồi lại chờ cho nó xích đàn chó vào rồi mới được vào. Sau câu chuyện bàn bạc, ông bằng lòng để tôi ở một gian buồng gần bếp với ngày hai bữa cơm và một món lương 4 đồng. Tôi cũng đành nhận nhời vậy. Tối hôm đó tôi thu xếp đồ đạc dọn xuống. Lại một sự mặc cả lôi thôi xảy ra. Khi tôi vừa mới tới nơi, ông ta nói ngay: "Tôi cần phải nói lại với cậu một điều này. Nếu cậu có ưng thuận thì công việc mới xong được." "Thưa ông, điều gì?" "Cậu vẫn ở gian buồng ấy, vẫn ngày hai bữa cơm." Ông tủm tỉm cười: "Điều này đã tất nhiên, nhưng còn món tiền lương tôi xin giảm xuống 3 đồng. Ông ta ngần ngừ một lúc rồi nói thêm: "Như thế cho tiện việc tính toán, 3 đồng một tháng, nghĩa là 1 hào một ngày. Vậy bao giờ cậu có việc gì phải nghỉ hoặc đi đâu xa, hoặc về quê thì tôi có thể tính trừ cho dễ dàng. Chứ 4 đồng một tháng thì lại có mấy xu lẻ thì lôi thôi quá." Nghe xong câu đó, lòng tôi thắt lại, và tôi thấy hết mọi cái keo kiệt bủn xỉn của những kẻ giàu sang và cái ý khinh rẻ đồng tiền nảy nở trong trí óc tôi. Tuy tôi có cần một chỗ dạy học thực, nhưng nỗi uất ức đã khiến tôi có can đảm từ chối và xin ra về ngay lúc đó. Sáng sớm hôm sau, một người bạn tới mách tôi một chỗ khác. Tôi còn đang khó chịu về câu chuyện trên đây nên không nghĩ gì tới nơi đó để hỏi. Tôi biên địa chỉ rồi nhờ một người bạn khác tới hỏi giúp. Buổi chiều hôm đó, người bạn trở về thuật lại tôi nghe như dưới đây: "Cái nhà nó ở trong tiều tụy lắm. Khi mới đặt chân tới, tao đã thất vọng ngay rồi. Ngoài là cửa hàng nước bán xôi đổ đen cho bọn thợ, trong là 2 chiếc giường nan trải chiếu rách. Gian buồng có vẻ tối tăm ẩm thấp lắm. Nhưng chả lẽ đã tới nơi tao lại ra về. Tao đành cứ liều vào hỏi. Nó có một thằng con học lớp nhất. Nó muốn mượn mỗi tối dậy độ 2 giờ ám tả hay luận pháp văn. Ở nhà mình rồi tối đến thì lại nhà nó dậy, không có ăn ở gì cả." Nói đến đây bạn tôi ngập ngừng rồi hơi đỏ mặt, như hơi e thẹn hộ tôi, và sau hết cố đánh bạo bảo tôi: "Mỗi tháng nó giả 3 đồng. Tôi lắc đầu mỉm cười nhìn bạn. Anh bỗng phì cười nói thêm: "Nó hỏi tao đã ăn cơm rồi chứ, hỏi bằng tiếng Pháp mà nó nói thế này chứ. Vous êtes déjà mangé, tức là bạn đã ăn cơm rồi." Tôi cũng như bạn tôi phá lên cười: "Thế mà mày lại hãy còn sống mà về được đến đây, phúc đức lắm." Tôi vẫn cứ thất nghiệp mãi, cố xoay sở mà cũng chẳng còn cách gì để kiếm cho đủ nuôi thân. Tôi vẫn không gửi thư về nhà cho bà tôi biết cái tình cảnh ấy để xin món tiền trợ cấp. Làm việc ấy tôi thấy lòng tự ái bị tổn hại nhiều. Vừa đúng 3 tháng, hai người bạn vẫn phải nghĩ tới sự trợ cấp tôi. Nhưng nay một ông đến hỏi muốn mượn tôi. Ông ta mời tôi lại nhà ông ta nói chuyện. Nhà ông ở là một gian gác hẹp, ở trong cùng một nóc nhà rất sâu. Hai bên là 2 xưởng thợ đóng đồ gỗ, suốt ngày có tiếng đục, tiếng cưa, tiếng búa. Ông ta có 2 người con học lớp nhất và lớp nhì, đã đi học nhà trường. Cũng như các nhà khác, công việc của tôi sẽ chỉ là trông nom thêm vào bài vở nhà trường về buổi tối. Thêm vào 2 đứa con, đó là con một bà láng giềng, ăn ở tại nhà và lương tháng 4 đồng. Dạy được 1 tháng, con người láng giềng thôi, ông chủ nhà cũng nói với tôi xin trả 2 đồng thôi. Tôi đã nhất định từ chối, không ưng cái điều kiện bớt xớ ấy. Ông chủ nhà đành chịu trả đủ 4 đồng. Tôi chưa thấy ai chi ly như cái ông chủ này. Ông là một công chức, đi làm từ khi hãy còn để trái đào. Ngày mới vào làm, ông được một số lương 18 đồng. Ông đã kiên tâm kéo dài cuộc đời đó cho đến ngày nay. Ông đã được lĩnh mỗi tháng gần 200 đồng. Ông chỉ ở Hà Nội với mấy đứa con, để cho chúng nó có chỗ học hành. Vợ ông buôn bán ở tỉnh S. Cứ chiều thứ bảy được nghỉ, ông trở về nhà trên tỉnh S cho hết ngày chủ nhật. Tới 6-7 giờ tối, ông mới có ở Hà Nội. Và bao giờ ông cũng mang theo về Hà Nội gạo và mấy món ăn có thể để lâu được. Vì thế mà món tiền chi dùng hàng tháng không hề thấy. Mỗi ngày ông chỉ phải đưa cho thằng bếp chừng 2 hào tiền chợ. Quà sáng chỉ là cháo. Thằng bếp phải nấu lấy hay cơm nếp,
gạo và đổ ông mang ở nhà xuống. Cơm nếp chấm mắm hay muối vừng. Một đôi khi không muốn cho các con ông chán những món ăn sáng đó thì ông cho mỗi đứa 3 xu ăn phở. Một tháng chỉ chừng 3 lần ăn phở là nhiều. Ông mắc chứng bệnh đau dạ dày, không ăn cơm chỉ ăn súp hoặc xôi. Ông ăn xôi thì đã có các món ăn riêng như giò kho hay ruốc. Giò kho ông ăn có hạn, mỗi bữa là mấy miếng, và vì thế mà còn bao nhiêu miếng trong nồi kho ông nhớ không sai. Ông mang cả sự chi li đó vào việc học của con. Ông làm một tấm bảng phân chia từng giờ, từng khắc, các cách làm việc mà con ông phải theo. Thí dụ như, thức dậy 5 giờ sáng, 5 giờ đến 6 giờ học bài, 6 giờ đến 6 giờ 30 xem thêm sách, 6 giờ 30 đến 7 giờ làm thêm một cái tính, 7 giờ đến 7 giờ 15 rửa mặt, ăn lót dạ, 7 giờ 15 đến 7 giờ 30 đi học. Trong khi ông kê khai cách làm việc như thế, con ông đã phải kêu lên rằng đi học từ nhà đến trường xa tới gần 2 cây số mà chỉ có 10 phút thì không đủ. Tôi đã buồn cười khi thấy ông bảo con đi thật nhanh một tí, cũng là một cách tập thể thao, một công đôi ba việc. Ở tại nhà ông này, tôi còn phải làm một việc khác nữa là đưa các con ông ta đi chơi vào buổi chiều thứ năm và chiều chủ nhật. Ông ta dặn dò tôi cần phải trông nom chúng ngoài phố để tránh xe. Mùa nực nên tìm chỗ bóng mát, và mùa rét những nơi có nhiều ánh nắng. Tháng thứ nhất tôi cũng ưng thuận, nhưng sang tháng thứ hai tôi tìm cách tránh không làm cái việc này. Tôi thấy cái việc đó vất vả quá. Ra phố giữ được đứa nọ khỏi nghịch cái này thì đứa khác đã đang ngơ ngác phơi thân ngay giữa đường, bất chấp cả mọi thứ xe cộ và cả đến xe ô tô nữa. Rồi thỉnh thoảng chúng lại bô bô gọi tôi bằng 2 tiếng: cậu giáo, cậu giáo. Tôi có cảm tưởng mình chỉ là con vú em dắt trẻ đi chơi. Tôi ở nhà ông ta vừa được 7 tháng, vào thi tú tài kỳ thứ 3 lại bị hỏng. Sức khỏe tôi bị sút kém nhiều. Tôi xin thôi, và từ cái ngày đó tôi nhất định bỏ hẳn thi cử để nhất quyết theo đuổi một cái mộng, mộng văn chương. Nhưng theo đuổi bằng cấp hay văn chương chăng nữa thì cũng vẫn cần phải có cách nuôi thân, mà tôi vẫn chưa thể bỏ được cái nghề cậu giáo. Nó chẳng tốt đẹp gì, chẳng mang lại cho sự đầy đủ về vật chất, nhưng đó là một nghề tôi thấy được nhàn rỗi hơn. Có nhiều thì giờ, mà muốn viết hay tập viết đều cần phải có nhiều thì giờ để suy nghĩ, để đọc sách, và nhất là để dò xét những điều đã quan sát được mà mình muốn viết ra. Bởi thế mà mấy người bạn mách tôi 1-2 việc làm ở nhà buôn, tôi đã không lưỡng lự từ chối và chỉ mong ước một chỗ dạy học tạm đủ sống một mình. Một người bạn giới thiệu tôi với một ông ký kế toán nhà buôn ở một làng ngoại ô cách xa Hà Nội 3 xu tàu điện. Ông ta có 3 đứa con, một đứa học lớp 2, một đứa học lớp 5 và một đứa mới bắt đầu học. Muốn cho con chống giỏi, ông đã mơ ước một cậu giáo có bằng tú tài. Bạn tôi đã giới thiệu trắng ngay rằng tôi đủ tú tài. Giả dối như thế chẳng hay gì, bạn tôi nói. Nhưng có hại gì cho ai đâu. Đó chỉ là một cách lòe đời, mà ở đời có chán vạn thằng lừa lọc gớm ghê bằng vạn kia chứ. Tôi cũng đành nghe lời bạn và lĩnh lấy cái chức cậu tú bạn tôi đã ban cho. Bạn tôi vỗ vai tôi. Có ai đến chơi nhà hắn mà hỏi anh đổ gì, anh cứ nói thẳng ngay là đổ tú tài, đừng rụt rè rồi lại lộ tẩy. Ở cái đất bằng cấp này thì mình cũng dùng bằng cấp mà lòe những thằng ngu ngốc háo danh. Không đổ đạt gì mà có giỏi nó cũng vẫn khinh là dốt. Mà nếu dốt hơn con bò cái nhưng có một mảnh bằng, hay chỉ nói rằng có đổ nọ đổ kia, thì nó cũng tân bốc như thánh con. Có thằng hám chức ông tú mang cả con gái gả cho những đứa gàn dở, ăn chẳng nên đội, nói chẳng nên lời. Có những thằng giả danh ông tú, ông cử để đi kiếm vợ giàu, thì dù có phải là một cái tội ra chăng nữa, tội anh cũng còn có thể tha thứ được. Bao giờ người ta chẳng còn trọng vọng bằng cấp nữa, người ta chỉ kể đến giá trị con người, cái tài năng, thì lúc bấy giờ anh hãy nói đến cái biết của anh. Còn bây giờ hãy cứ tự nhận là cậu tú là thừa đủ rồi, để cho nó tiện công việc của anh. Tôi ghi nhớ những câu đó trong trí tôi, rồi dọn đồ đạc về nhà ông ký kế toán. Ngày tôi mới đến dạy thì chỉ mỗi ngày 2 giờ. Vì thế mà tôi có rất nhiều thì giờ để đọc sách và tập viết. Nhất là đó lại là một khu làng ít tấp nập và không có những cuộc đi chơi phố như ở Hà Nội.
dần dần giờ học lên tới 4 giờ, sáng 2 giờ, chiều 2 giờ. Rồi khi tôi đã quen quen với cách sống trong nhà, mọi người đã như hơi xuồng xã với tôi, thì sự học không còn giờ giấc gì nữa. Ông chủ đi từ sáng sớm cho đến tối đêm mới trở về. Bà chủ ở nhà cứ mỗi khi các con đùa nghịch rầm nhà lại dắt chúng vào bàn học bảo tôi: "Nhờ cậu cho thêm bài để chúng nó khỏi nghịch ngợm hư thân. Bài về dễ thôi." Ông chủ lại hai vợ, bà hai cũng được một đứa con trai. Cứ mỗi khi con vợ cả và con vợ lẽ cãi nhau hay đánh nhau, chúng lại vào mách tôi nhờ tôi phân xử. Mỗi ngày phải đóng đến 4-5 lần cái vai quan tòa để xử án cho chúng hay để giải hòa những cuộc ẩu đả. Món tiền lương hàng tháng 10 đồng của tôi chẳng bao giờ bà chủ giả đủ liền một lúc. Hình như bà cho thế là một sự xa phí đau đớn, nên bà trả tôi một cách lẻ tẻ: đầu tháng 2 đồng, vài hôm sau 1 đồng, nửa tháng sau 2-3 đồng, rồi còn bao nhiêu bà lại dồn đến cuối tháng. Bà có đứa con nhỏ mới bắt đầu học, nó hỗn láo lạ lùng. Ngồi vào bàn học nếu không đánh đổ mực thì cũng xé sách. Một lần nó xé bức tranh trong cuốn tiểu thuyết của tôi mắng nó nhất định chỉ ngồi khóc, không chịu học. Tôi đuổi nó ra ngoài. Vừa ra tới sân nó cất tiếng thật to kêu lên: "Bố mày cậu giáo, mày đánh ông." Tôi đành lấy vẻ quân tử, không thèm chấp trẻ con, ngồi im, không nói năng gì. Tôi ở đó gần được một năm. Một người bạn giới thiệu một chỗ dạy học trong một gia đình người Pháp ở Nam Định. Mỗi ngày 4 giờ, lương tháng 35 đồng. Tôi từ giã cái thằng học trò chửi bố cậu giáo và cả bố mẹ nó để đi Nam Định. Cái thời kỳ oanh liệt nhất của tôi trong nghề cậu giáo có lẽ là cái ngày ở Nam Định. Gõ cái đầu Tây ra đời đã được ngoài 20 năm, cậu học trò Tây con này không học để đi thi. Cậu học về thương mại và học bằng cách gửi thư của École Universelle. Bổn phận tôi chỉ là xem bài đã có sẵn rồi giảng lại cho cậu và giúp sức cậu đôi chút trong công việc làm bài để gửi đi. Bố cậu là một công chức, mẹ cậu chỉ được một mình cậu, vì thế mà bà không muốn cho con về Hà Nội học. Cái cảnh cách biệt như thế theo lời bà, nó đau đớn đến tận đáy tim bà. Cậu học trò của tôi được mẹ chiều đãi lạ lùng. Cậu hơi kêu mệt khó chịu trong người, bà đã bảo tôi cho con bà nghỉ. Thấy thế cậu con lại cứ kêu mệt với nhức đầu luôn luôn. Thậm chí có tháng tôi chỉ phải tới dậy chừng 9-10 buổi, và còn chỉ tới để nói chuyện với cậu cho đỡ buồn hay bày ra các trò chơi trẻ con cho cậu vui thích. Nhiều khi tôi thấy tôi là người giải khuây cho cậu con cưng này hơn là một ông giáo. Sự học hành của cậu, người cha ít khi để ý hỏi han tới và ủy thác hết cả cho người mẹ. Mà bà mẹ thì cứ ngày đêm lo lắng về nỗi con học hành nhiều rồi sinh ốm yếu. Rất hiếm hoi là những lúc bà hỏi tôi về sự học của con bà. Mỗi lần tôi nói đến việc học của con bà lại cắt hẳn câu chuyện bằng câu: "Ông chớ nên cho nó học nhiều quá." Nói cho bà biết rằng con bà giỏi văn chương, giỏi toán pháp hay kế toán cũng không làm bà sung sướng bằng khi bà biết con bà đã nô nghịch nhiều, đã nói nhiều câu chuyện có duyên, hay đã đánh tôi thua liền 2 ván bài hoặc 2 bàn ping pong. Và cái cậu Tây non ngoài 20 tuổi này ngờ nghệch chẳng biết một tí gì. Trong khi học, tôi giảng tôi nghe, còn cậu thì hú hí với con chó Toby hay con mèo Venice của cậu. Rồi rút lại khi gửi bài đi, tôi là phải hì hục làm cho cậu chép vào. Nếu cứ để cậu tự làm lấy sau khi đã nghe tôi giảng thì có lẽ suốt tháng cậu không làm thành một bài gì. Đọc ám tả cho cậu lại phải luôn luôn đánh vần cho cậu những chữ khó thứ nhất là những chữ phải hợp hay không, vì tuy cậu là người Pháp nhưng cậu rất lờ mờ về mẹo luật tiếng Pháp. Còn như giảng cho cậu những luật mẹo thì đừng nên nghĩ tới, óc cậu có lẽ là một khối đất sét không để thấm qua một tí gì. Học ít ăn nhiều, nào bơ nào phó mát sữa tươi, nên cậu ụt ịt béo tốt một cách lạ thường. Cậu có vẻ là một người lớn tuổi đã vợ con chỉnh tề. Khi đi cậu dạnh dạng chữ bác khó nhọc mới đặt được một bước, mà đã ngồi thì như đóng đinh một chỗ. Cậu không hề muốn nhúc nhích, hòa chăng cậu chỉ bận về thở. Bà mẹ yêu quý của cậu hình như cũng đã hiểu sự thiếu hoạt động của cậu con, nên luôn luôn nhắc tôi bày những cuộc chơi có tính cách thể thao để cậu thành nhanh nhẹn đôi chút. Tôi bắt cậu chơi ping pong, chỉ sau 5 phút
là cậu uể oải bảo tôi: "Tôi mệt lắm rồi." Nếu 2-3 quả đầu mà cậu bị thua liền thì cậu sẽ thôi ngay, nên thường thường tôi phải vờ thua để cậu hăng hái mà chơi. Nhưng nếu cậu đã được 2 hay 3 bàn là cậu hí hửng chạy ra khoe mẹ, và bà mẹ hí hửng hôn con, tựa như cậu con mới thay đổi được bộ mặt thế giới. Trừ môn binh bông, tôi còn bắt cậu chơi bóng rổ, đá bóng chân và chạy ngoài bãi cỏ. Những buổi thể thao như thế chỉ có vào ngày thứ 3 trong mỗi tuần lễ, và buổi nào ở nhà ra đi, cậu cũng khẩn khoản mặc cả với tôi: "Bóng rổ tôi chỉ ném 2 quả thôi." "Được, anh cứ đi, tôi cũng chỉ bắt anh ném 2 quả. "Bóng chân tôi chỉ suốt 3 quả là cùng." "Ừ, thì 3 quả. "Còn chạy tôi chỉ chạy đủ 10 bước thôi." "10 bước cũng đủ rồi." Tôi ưng thuận mọi điều thỉnh cầu của cậu, cốt để cho cậu không từ chối những cuộc thể thao của tôi. Nhưng khi ra tới ngoài bãi, cậu không chờ hiệu lệnh, ngoan ngoãn làm đúng theo như lời cậu đã nói với tôi. Cậu ném 2 quả bóng rổ, sút 3 quả bóng chân và chạy đủ 10 bước. Ngần ấy việc thu lại trong 10 phút là cùng. Nếu là mùa rét, cậu để cả chiếc áo ba đê suy to tướng trên người mà làm những việc đó. Xong xuôi, cậu ngồi vặt cỏ may, cất lên một điệu hát mà cậu vẫn khoe với tôi là chính của cậu đặt ra: "Na ná ni, na ná ni, nà ní na." Tôi cố dỗ dành khuyên cậu tập thêm, cậu kiêu hãnh đáp lại: "Tôi đã giữ lời hứa, ném 2 quả bóng rổ, đá 3 quả bóng chân, chạy đủ 10 bước, thì ông cũng phải giữ lời hứa chứ." Chúng tôi ngồi lại chơi ở bãi cỏ cho tới gần 1 giờ rồi đưa nhau về. Tới nhà, mẹ cậu hỏi thăm về cuộc tập rượt, tôi còn phân vân chưa biết nói sao, thì cậu đã lanh lẹn dối mẹ: "Con chạy nhiều, đá bóng nhiều, thú lắm, bây giờ con thấy đói quá." Bà mẹ hôn con rồi tươi tỉnh lấy đưa cho cậu mấy tấm bánh ngọt. Tấm thứ nhất, thứ nhì, thứ ba chưa đủ, cậu còn xin thêm tới tấm thứ 6, thứ 7. Ngày nào mưa, không thể đi ra bãi được, mà phải ở nhà thì thật là khổ cho tôi, vì chẳng còn biết dùng cách gì để cậu học trò mất được cái dáng bộ, cái vẻ ì xì vất vả. Đã có lần tôi phải mượn chiếc ô tô lò xo của đứa con lên 6 ông chủ trọ, mang lại vặn dây cót rồi thả trên nền nhà cho cậu chạy theo. Các bạn hãy tưởng tượng một thiếu niên ngoài 20 tuổi, to béo râu ria đen ngòm 2 bên má, chạy đuổi theo chiếc ô tô lò xo to bằng quả trứng và ngây ngô vỗ tay kêu rầm nhà: "Mẹ ơi, thích quá." Tôi đã phải bưng miệng cười, nhìn thấy cái cảnh đó mà một cách bất ngờ tôi đã vừa là một khán giả, vừa là nhà dàn cảnh cái bản kịch khôi hài ấy. Tôi chắc các bạn không thể tin được rằng chàng thiếu niên ấy đã một lần bảo với tôi: "Ông giáo này, cái bà chủ nhà băng ở gần đây, bà ấy đẻ luôn, cứ 3 tháng lại một lần đẻ." Mà sự thực đã có như vậy. Cái câu nói ấy đã làm tôi cười đến phát tức ngực, và hãy nhớ tới cái cậu con Tây ấy, tôi là phải nhớ ngay tới câu ấy. Tôi dạy ở đây vừa được 9 tháng thì cậu học trò của tôi theo cha về Pháp. Tôi cũng chẳng lấy gì làm tiếc cho lắm. Ở đó, tiền lương tạm giúp tôi sống không đến nỗi thiếu thốn, và món tiền đó người ta trả tôi rất sòng phẳng. Song tôi khó chịu ở chỗ, thấy công việc của mình làm không có ý nghĩa gì, chỉ loay hoay sao cho qua ngày, qua tháng rồi lấy tiền. Và tôi lại còn hơi khó chịu ở chỗ khác, là người bố đối với tôi có vẻ rất dễ tính, nhưng người mẹ thì thật là khó chịu, và nhiều khi bắt bẻ tôi những điều rất vô lý. Con bà kêu mệt, bà hỏi tại sao, người con bảo tại học nhiều. Thế là bà đã kêu la, có những câu mỉa mai trách tôi không biết thương con bà, không biết nghĩ đến sức khỏe của con bà. Khi nào con bà lười lĩnh, bảo bà tôi ra khó quá, bà lại ổm nhà: "Ông định làm nó loạn óc hay sao?" Những câu chuyện như thế luôn luôn xảy ra trước mặt ngay con bà. Thấy sự chiều chuộng ấy, con bà lại càng làm nũng và chẳng bao giờ gắng sức làm một việc gì. Nhất nhất cái gì cậu Tây non ấy cũng bảo tôi: Ông giúp tôi với." Mà các bạn nên hiểu rằng giúp đây nghĩa là làm đủ hết mọi bài để cho cậu chép vào. Trong vòng 9 tháng ở Nam Định, tôi thấy mình lẻ loi, cô độc. Tôi chỉ lủi thủi một mình. Gian buồng tôi ở khá rộng, tất cả đồ đạc chỉ có một chiếc giường nằm, một cái bàn ngồi xem sách. Một ngày 2 buổi đi học về, mới hé cửa bước vào tôi đã cảm thấy cái buồng tẻ quạnh hiu của gian buồng.
Hình như bốn bức tường và mọi vật đều được một hơi buồn chưa bước vào. Cái buồn đó đã buồn thấm thía ngay vào da thịt đầu óc, rồi tới tận cõi lòng tôi. Lại thêm những cơn gió bất, vì tôi tới Nam Định vào mùa rét, lọt qua khe cửa. Thực, cái gác không có gì làm tôi lưu luyến. Ít khi tôi chịu giam thân ở đấy. Thường thường cả ngày tôi lang thang ngoài phố, đi để mà đi, đi để được xa cái buồn tẻ ngắt ấy. Về tới nhà tôi vùi đầu trong chăn ngủ. Người ta bảo buồn thì tập viết văn hay đọc sách. Nhưng tôi, khi đã buồn thì tôi không còn thiết đến một việc gì. Cả đến mấy cái chuyện ngắn tôi đã viết rồi muốn sửa chữa lại, mà tôi cũng không hề thấy thú vị trong cái công việc đó. Ở thành phố đó, có đủ mọi thứ tiêu khiển. Giết thì giờ trong những lúc nhàn rỗi, chớp bóng, tiệm khiêu vũ, sân vận động, hồ bơi thuyền. Vậy mà tôi vẫn thấy chán nản. Một thứ chán nản làm ta thờ ơ với hết mọi vật. Cứ nằm nhớ tới Hà Nội thì tôi lại buồn vì phải xa những người bạn thân mật. Ở cái gác trọ của tôi, một buổi chiều mùa đông ấy, tôi thủng thỉnh lê đôi dép trong buồng. Bỗng có tiếng mèo kéo dài dài, nhẹ nhàng như nằng nì vang lên. Tôi mở cửa nhìn ra, một con mèo con ướt đầm đìa, rét run lẩy bẩy, đang ẩn mình giữa hai chấn sông. Tôi âu yếm đưa hai tay bế nó vào, rồi vội vàng lấy quyển vở cũ, xé thành một đống giấy to đốt lên để sưởi cho nó. Hết quyển vở ấy nó vẫn còn rét. Tôi đành phải hủy cả một tập giấy trắng còn nguyên, đốt tiếp lửa cho nó sưởi thêm. Trong khi lửa cháy, tôi lấy khăn bông lau mình cho nó. Tờ giấy cuối cùng đã tàn và lông nó đã bớt ướt. Tôi ấp nó vào ngực rồi lấy chăn ủ. Được ấm áp, con mèo ngủ một giấc ngon trong hơn một giờ. Khi nó ngủ, tôi ngồi một mình, nhìn bộ lông mượt của nó và thấy thương thương nó. Lúc nó thức dậy, nó lại kêu. Tôi bế nó vào lòng, vuốt ve nó. Nó vẫn kêu, tiếng kêu gai gắt như tức bực. Tôi bèn nghĩ đến cho nó ăn, mà nó đói thực. Có lẽ đã từ lâu nó không được ăn. Chưa được 10 phút mà một bát cơm đầy trộn với tép kho, không còn một hột. Đêm hôm đó tôi để nó ngủ cùng với tôi. Sáng sớm hôm sau lúc đi dạy học, tôi vuốt ve bế nó, rồi đặt nó vào giữa chiếc chăn bông. Buổi học hôm ấy tôi uể oải, không nghĩ gì đến bài vở của người học trò. Trí óc tôi chỉ bận vì con mèo. Tôi sợ ở nhà những trẻ con sẽ trêu nghịch làm khổ nó, hay nó lại bỏ tôi mà đi. Tôi cố loay hoay nặng óc tìm cho con mèo con của tôi một cái tên xinh xắn. Tôi định mượn tên một tài tử chiếu bóng, nhưng tên nào cũng dài quá. Sau hết tôi đặt cho bạn tôi cái tên Minu. Hết buổi học, tôi về nhà rất sung sướng, thấy con mèo con vẫn nằm cuộn tròn trong đống chăn. Tôi ôm nó vào lòng, nói với nó như nói với một người. Minu, tên mày là Minu, mày nhớ lấy, Minu ơi. Rồi ngày nào cũng như ngày nào trước khi ra đi, tôi lại đặt nó vào đống chăn, gọi nó Minu, Minu. Chẳng bao lâu nó quen với cái tên ấy. Cứ đến lúc tôi trở về hé cửa, gọi nó bằng cái tên ấy, là nó cong đuôi nhanh nhẹn, nhảy lên hai cánh tay tôi. Ý nó như muốn tôi ôm, ghì thật chặt lấy nó vào trong người, như để da thịt nó được thấm thía đầy đủ cái tình thương yêu của tôi. Được ít lâu, con mèo và tôi không rời được nhau. Nhiều lần tôi quên không cài cửa, nhưng lúc về nhà tôi vẫn thấy nó quanh quẩn trong buồng. Cái gác tôi ở thành bớt quạnh hiu. Tôi bỏ được cái tật đi lang thang. Những lúc rỗi rãi không muốn đọc sách, tôi buộc một miếng giấy vào đầu sợi chỉ rồi giữ con Minu. Trong cái trò chơi đó tôi đã nghiệm thấy rằng con mèo đó đã phải xa mẹ nó từ lâu. Có lẽ từ lúc mới lọt lòng, vì nó không biết vờn, không biết rình mò để bắt mồi. Con Minu ở với tôi được hơn một tháng thì đến ngày nghỉ lễ Noel, tôi sửa soạn để về Hà Nội thăm các bạn. Hình như con Minu đã hiểu có việc gì khác thường xảy ra. Trong khi tôi gấp quần áo và xếp mấy cuốn tiểu thuyết vào vali, con Minu có vẻ buồn rầu, hai mắt lim dim, ngồi thu hình ở một góc giường. Lúc tôi sắp ra ga, tôi không quên bế nó vào lòng mà vuốt ve, nhưng không thấy trên mặt nó cái vẻ sung sướng khoái trá của một kẻ được người khác yêu thương. Một vẻ buồn hiện ra trong hai mắt nó. Tôi xách vali mở cửa đi ra. Con mèo tự nhiên kêu lên một tiếng. Hết kỳ nghỉ lễ, tôi trở về Nam Định. Tới nhà trọ, tôi vừa mở cửa bước vào, thằng bếp đã cho tôi biết con Minu của tôi đã chết rồi.
Thưa cậu, thằng bếp nói, con cho nó ăn nhưng nó không ăn một hộp cơm nào, suốt 3 ngày nhịn đói rồi nó chết. Tôi suy nghĩ đến cái chết của con mèo con này, tôi thấy trong người có nhiều cảm giác lạ lạ. Tôi muốn mang viết thành một truyện ngắn, nhưng nghĩ đi nghĩ lại mãi tôi không biết bắt đầu câu chuyện ra sao, và cũng không biết sẽ kết cấu ra sao. Và nhất là tôi chưa có thể mô tả hết được những cảm giác nhẹ nhẹ tôi cảm thấy khi mới gặp nó và khi nó đã chết. Tôi đành bỏ ý định đó. Tôi từ giã Nam Định không có một kỷ niệm gì, hòa chăng là chỉ có câu chuyện con mèo hoang trên đây. Tôi ở Nam Định về Hà Nội thì vừa đúng vụ hè. Khoa đã chán thi và chán cả làm thơ. Anh vừa đi xa để thu xếp việc buôn bán, và Đình thì đã từ giã Hà Nội đi Hồng Kông để theo học Anh văn. Món tiền tôi để dành được khi từ giã cậu học trò hơn 20 tuổi còn được vừa đúng 40 đồng. Cũng tạm đủ trong 2 tháng hay hơn 2 tháng nếu khéo tằng tiện. Tôi dọn đến ở với anh Hào. Anh là người bạn tôi mới làm quen. Anh làm thư ký riêng cho một bà rất giàu ở một tỉnh nhỏ xa. Công việc của anh là cuối tháng viết giấy biên lai rồi đi thu tiền nhà ở Hà Nội cho bà chủ, gửi về cho bà ta. Chủ nhà có ai kêu ca điều gì hay muốn xin chữa nhà thì anh viết thư về cho bà chủ biết. Công việc của anh chỉ có thế. Bà chủ để cho anh ở một gian gác con và mỗi tháng trả thêm anh 15 đồng. Anh nhàn rỗi cả ngày chả làm gì, chỉ đọc sách. Khi tôi trở về Hà Nội, tôi vẫn còn nghĩ tới sự viết văn. Ngày 2 buổi tôi ra thư viện đọc sách và về nhà thì chỉ hí hoái viết. Viết giấu anh Hào. Anh hỏi tôi chỉ bảo là viết thư cho bạn. Tôi cho cái sự nói với người khác là mình tập viết văn, nó có vẻ trào phúng quá nên tôi vẫn giấu. Nhưng một hôm, Hào đã rút trong ngăn kéo bàn thấy một tập bản thảo của tôi. Anh không lưỡng lự nói với tôi: "Thế ra mày định viết văn à? Thật là may cho tao quá, tao cũng định viết văn. Nhưng bây giờ thì tao chưa viết gì cả. Tao còn đọc thật nhiều đã rồi mới nghĩ tới viết văn được. Mày đã đọc cuốn Autant and Enfant de la Văn chưa? Tức là tiểu thuyết, cuốn theo chiều gió. Tao mà viết thì tao phải viết một cuốn tiểu thuyết dài như thế và cũng hay đến như thế. Mà không thì thôi, cả đời chỉ viết một cuốn là đủ. Nhưng trước khi viết một cuốn tiểu thuyết dài như thế, tao cũng sẽ viết một cuốn ngắn hơn. Nhưng ngắn thì cũng phải dài bằng cuốn David, ít nhất cũng phải hay bằng David thì tao mới hả lòng. Anh cho tôi biết biệt hiệu của anh là Trúc Giang. Anh bảo tôi: "Mày có biết Trúc Giang là gì không? Con sông hai bên bờ trồng toàn trúc, mát lắm, đẹp lắm. Văn của tao rồi sẽ như cái cảnh con sông dòng trúc ấy." Nhưng ít khi anh nói đến cái biệt hiệu của anh. Anh chỉ nhận anh là Dickens. Tôi và người bạn Dickens ấy mê man về đọc. Cả ngày chúng tôi chỉ bàn với sự viết và tài nghệ của các nhà văn mà chúng tôi đã đọc. Nhưng cuộc sống chung của hai nhà văn tương lai đất Việt chưa được bao lâu thì họ đã phải xa cách nhau. Dickens thì vẫn có món tiền hàng tháng của bà chủ gửi tôi, còn tôi, món tiền tằng tiện lại được đã hết. Mà Dickens cũng không thừa thãi để cấp đỡ tôi. Tôi lại phải thu xếp vào Huế để dạy học cho một trường tư. Một chỗ dạy học cũng khá nhàn rỗi mà một người bạn đang dạy nhường lại cho tôi. Tôi chưa hề đi xa đến thế bao giờ. Chuyến tàu suốt vào Sài Gòn khởi hành vào lúc 6 giờ rưỡi chiều. Khi tôi xách chiếc vali bước lên một toa hạng tư, nhìn xuống sân ga, tôi cảm thấy một nỗi buồn vô hạn. Cuộc tiễn biệt nhau tới tấp cả một khu sân ga. Cái cảnh kẻ ở người đi lúc bấy giờ khiến ta lưu luyến nhau hơn, gần gũi nhau hơn. Người ta hẹn hò nhau về cuộc tái hợp sau này. Người ta dặn lại thêm một vài điều mà người ta quên trong lúc vội vàng ra đi. Ai cũng có những người thân yêu ra đưa tiễn. Riêng tôi chỉ có một mình, bạn bè không một người. Cái bữa ấy lại nhằm vào cuối tháng, Hào còn phải đi thu tiền nhà. Khi tôi sửa soạn chiếc vali để ra tàu thì anh phải sửa soạn tập biên lai và chiếc xe đạp để làm việc cho bà chủ. Tôi ngồi thu hình ở một góc toa, yên lặng như một người ngồi làm mẫu. Tôi ngồi tựa mình vào một khuôn cửa rồi ngủ lúc nào không rõ. Khi tôi thức giấc, tàu vừa đến Thanh Hóa. Bên tôi là một bà lão. Tôi không biết bà lên tàu từ ga nào.
bà chừng 50 tuổi là cùng, mái tóc dài đã che nhiều sợi bạc. Trong cách ăn mặc, bà không có vẻ điếm đót, nhưng bà không cẩu thả lượm thượm. Đứng ngồi trong mọi cử chỉ, bà đều khoan thai nhẹ nhàng. Cả đến lúc bà nói cũng vậy, bà không hề hấp tấp, tránh những tiếng không lịch sự. Tôi cố làm quen với bà lão để cho có bạn. Khi bà đánh rơi chiếc cối giả trầu, tôi vội cúi nhặt cho bà. Thấy bà bỏ trầu vào cối, tôi vội vàng tỏ ý giúp bà. Cụ để cháu giả giúp. Tôi nắm chặt chiếc cối trong tay và chăm chú nghiến miếng trầu. Bà lão nhai trầu luôn miệng, và lần nào tôi cũng giúp bà cái việc giả trầu. Không bao giờ bà quên cảm ơn. Lần thứ nhất bà gọi tôi bằng ông, lần thứ hai bằng tiếng cậu. Rồi bà nói trống không với tôi bằng một giọng rất thân mật. Tới gà cầu rác bà xuống. Tàu đã chạy, tôi còn nhìn theo bà lão, và hai lần trong bóng tối tôi thấy bà quay đầu trông lại. Cái cuộc gặp gỡ bất ngờ trong cuộc ra đi này đã làm tôi áy náy cả cái đêm hôm ấy trong toa tàu. Những cử chỉ, những tiếng nói của bà lão cùng đường đã làm tôi nhớ tới bà tôi và nhớ cả quê nhà. Đã từ lâu tôi không được tin tức gì về sức khỏe của bà tôi, cũng không biết gì về tình cảnh gia đình các chú các cậu tôi. Trong lúc ra đi xa, tôi mới thấy lòng nhớ nhung tới những người thân thuộc đó. Tôi ở Huế vừa được đúng 2 tháng. Thấy người ta ca tụng nhiều về sông Hương, núi Ngự, tôi cũng muốn quen biết với cảnh đó. Bao nhiêu thi sĩ đã tả cái chốn này rất tình tứ, xinh đẹp. Có lẽ tôi không phải là thi sĩ, nên dòng nước xanh im lặng, hai ven bờ cỏ mọc và lô nhô cây to, cây nhỏ, tôi thấy cũng như nhiều dòng sông khác. Còn núi Ngự lên ngay tới chõm núi, tôi cũng không thấy có gì lưu luyến. Chưa được một tuần lễ tôi đã bắt đầu thấy chán cảnh kinh đô. Vào đấy tôi cũng không có bạn. Chiều chiều ăn cơm xong lại thơ thẩn đi chơi phố. Cuộc đi chơi của tôi chỉ tới đầu cầu Đông Ba là ngừng. Ngắm một ông lão ăn xin ngồi bên đầu cầu, kêu la bên một con chó đen, và những người xung quanh xem con chó chắp hai chân gật gật đầu. Ngày nào cũng chỉ có thế. Cái thú nghe tiếng đàn trên sông Hương và kiếm chút tình với bọn gái giang hồ trong một khoang thuyền, tôi không hề nghĩ tới. Chẳng biết tại sao ông lão ăn xin lại từ giã cái đầu cầu ấy, và tôi ra đó cũng chẳng còn biết để ngắm xem cái gì. Trong lúc thấy mình trơ trọi, tôi được làm quen với một người bạn Ấn Độ. Anh bán vải. Anh có một cái tên dài lắm, tôi chỉ nhớ được có 3 vần: Kojanja, hình như vần cuối cùng là Ni hay Ki. Mới gặp anh tôi đã muốn làm thân với anh ngay. Có lẽ vì anh cũng khá xinh xắn, mái tóc đen nhánh hơi quăng của anh bao giờ cũng được chải chuốt rất cẩn thận, đường ngồi rẽ bên thành một vệt trắng xóa in rõ trên đầu. Anh nói tiếng Pháp rất thạo. Thạo đây không có nghĩa là trôi chảy. Tôi muốn nói anh nói đúng luật mẹo, giản dị và chỉ dùng tiếng thanh nhã. Anh mới 20 hay 21 tuổi. Chúng tôi rất dễ thành thân mật nhau. Anh đã theo học đến lớp thứ nhì ở một trường trung học Pháp. Trong câu chuyện, anh tỏ vẻ một người đã chịu khó đọc sách để hiểu biết. Anh sung sướng cười ròn rã và thân mật, bá vai tôi khi thấy tôi tỏ lòng kính phục Gandhi, đã cố ép mình sống xuềnh xoàng, đã dạy dân Ấn Độ tự dệt lấy vải mà mặc. Và khi nghe tôi nói về cái chính sách bất khả kháng, bất dụng lực của ông thánh sống đó, anh trừng trừng nhìn tôi hỏi: Anh xem những cái đó ở đâu? Trong các báo, các sách, và nhất là trong cuốn Mahatma Gandhi của Romain Rolland. Tức thì anh móc túi lấy chìa khóa, mở ngăn kéo và rút ra quyển sách trên đây. Anh đặt cuốn sách trước mặt tôi và hăng hái nói: Một quyển sách hay lắm, phải không anh? Tôi đã đọc tới 5-6 lần và tôi còn giữ gìn như một thoi vàng. Bắt đầu từ ngày hôm sau, chiều nào cũng vậy, khi đã được rỗi rãi, tôi lại bỏ nhà trọ tới cửa hàng ngồi nói chuyện với anh. Ngày chủ nhật anh đóng cửa, chúng tôi đưa nhau đi chơi mát trên cầu Tràng Tiền. Anh dạy tôi học những tiếng Ấn Độ thường dùng hàng ngày. Khi thấy tôi ngỏ ý muốn học tiếng nước Anh để có thể đọc được những nhà văn nổi tiếng bên Ấn Độ, anh phàn nàn: Tiếng nước tôi khó lắm, rất nhiều luật mẹo khó nhớ, đến nỗi người ta phải đặt những luật mẹo ấy thành văn vần để học cho dễ nhớ. Chưa đầy một tuần lễ, anh đã nói với tôi biết hết cả về gia đình anh. Bố anh chết từ năm anh còn nhỏ,
Hiện nay anh chỉ còn mẹ và có một đứa em trai 11 tuổi. Anh đã sống những ngày thơ ấu nghèo nàn bên người mẹ. Cả cái gia tài của người cha để lại là mấy mẫu ruộng và hai gian nhà siêu vẹo ở một góc vườn hoang. Mẹ tôi, anh nói, đã phải vất vả siêng năng làm luôn mới có thể nuôi tôi đi học. Tôi còn muốn học nữa, học nhiều nữa anh ạ. À. Nhưng trông thấy mẹ tôi vất vả quá, nên tới lớp thứ nhì, dù mẹ tôi không muốn, tôi cũng nhất định bỏ học, đi kiếm việc làm để lấy tiền giúp mẹ nuôi em. Lúc đó tôi mới biết rõ rằng cô Đàn Đà chỉ là người làm công cho một hãng buôn vải. Mỗi tháng anh được 60 đồng tiền lương, không có hoa hồng. Số lượng đó anh chỉ ăn tiêu tới 20 đồng, còn bao nhiêu anh gửi về thêm vào tiền hoa lợi của mấy thửa ruộng. Mẹ anh cũng được rộng rãi trong sự tiêu pha, và em anh cũng có đủ sách vở để đi học. Anh luôn luôn gửi thư về cho mẹ và em, và anh cũng luôn luôn nhận được thư của nhà. Lòng thương nhớ mẹ một đôi khi đã làm anh chán nản muốn bỏ việc để trở về gần mẹ. Nhưng, anh nói, trở về rồi để mẹ tôi lại phải xa vào cảnh nghèo túng, lại phải cầm củi làm lụng như hồi tôi còn nhỏ, tôi không đành lòng. Với cái ý nghĩ đó, tôi đã nén được nỗi buồn vì phải xa mẹ. Anh thương người mẹ già, không bao giờ anh muốn người mẹ đó phải phiền vì anh. Đến nỗi ngay khi ốm đau, anh cũng cố gượng viết những lá thư vui vui gửi về cho mẹ. Và cuối thư anh nắn nó viết câu: con khỏe mạnh lắm, mẹ cứ yên tâm. Còn mẹ anh trong mọi lá thư đều kể lể hết mọi việc trong nhà, từ việc học của em anh cho đến việc trồng trọt. Một lần tôi vừa mới đặt chân vào cửa hàng, anh đã vội vàng tươi cười khoe với tôi: này anh, tôi vừa mới nhận được thư của mẹ tôi sáng nay, thích quá. Ở bên tôi lúa và khoai năm nay được mùa. Thứ nhất là khoai, củ to hơn năm ngoái nhiều. Tôi chưa biết nói gì, cô Đàn Đà đã nói tiếp: một tin vui nữa là thằng em bé tôi mới được giấy khen của ông đốc trường gửi về nhà. Anh nói những câu đó bằng một giọng thành thực, tưởng như tôi cũng có họ hàng với gia đình anh, hay ít ra mẹ và em anh đã quen với tôi một cách thân mật. Anh bảo tôi: tiếc anh không đọc được tiếng nước tôi, nếu không tôi sẽ để anh xem lá thư ấy. Rồi anh nói chuyện đứa em trai của anh: mẹ tôi yêu tôi lắm, nhưng em tôi còn được mẹ tôi yêu hơn nhiều. Nó xinh xắn và ngoan lắm. Mẹ tôi đã phải khó nhọc, hết nhà thương này sang nhà thương khác mới đẻ được nó ra. Tưởng chừng đến chết cả mẹ và con, may mà thoát. Khi đã đẻ được nó rồi, mẹ tôi yếu sức quá, ôm tới 2-3 tháng. Nói đến đây anh hơi cảm động, ngắt lời, rồi một lúc sau lại tiếp: tôi chết vì đau khổ nhiều mới có đứa con ấy, nên mẹ tôi đã thương yêu em tôi hơn tôi. Nhưng không vì thế mà tôi ghen tị, chính tôi cũng yêu nó như mẹ tôi, và nó cũng chẳng ghét bỏ gì tôi. Ngày tôi phải xa nhà để sang Đông Dương, nó quấn quýt lấy ôm lấy tôi mà khóc. Hiện nay tôi chỉ có một mơ ước là kiên tâm kiếm đủ tiền cho em tôi, không phải qua những ngày thơ ấu nặng nề như tôi. Cô Đàn Đà lại buồn buồn, ngừng nói tới 2-3 phút, rồi anh thở dài có vẻ triết lý: đời người ta sung sướng nhất là cái thời thơ ấu. Nếu chính trong cái thời đó mà ta đã phải chịu khổ nhục thì thật đáng tiếc quá. Tôi chỉ yên lặng ngồi nghe. Cô Đàn Đà còn cho tôi biết anh ước ao sẽ có thể cho em anh học thật giỏi để thành người có chút lý tưởng. Anh bảo tôi, giọng quả quyết: nếu nó chẳng được như Thánh Gandhi, ít ra nó cũng không là con người tầm thường. Cô Đàn Đà đã chiếm được hết lòng yêu của tôi. Nhưng vừa được gần 2 tháng thì anh được phép nghỉ 6 tháng ăn cả lương để về thăm nhà. Chúng tôi hứa sẽ gửi thư cho nhau. Tôi cảm động nhất khi anh nói: tôi sẽ nói chuyện anh với em tôi và mẹ tôi. Tôi sẽ không quên bảo rằng tôi đã có một người bạn tốt, một người bạn an nam. Anh ra về được ít lâu thì tôi cũng trở về Hà Nội. Tôi viết cho anh 2 lá thư, không thấy anh trả lời, tôi cũng ngừng viết. Hết tập 2, còn tiếp.